các bạn đang lắng nghe podcast của báo Hà Tĩnh. Xin mời các bạn nghe điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6. Bắt 4 đối tượng mua bán người xuyên quốc gia, giải cứu 36 công dân, xe tải va chạm xe máy, một người tử vong, hi hữu vụ trộm nhiều xe máy làm phương tiện về quê. Là những thông tin sẽ có trong bản tin podcast hôm nay của báo Hà Tĩnh. va chạm liên hoàn với xe buýt và container, một người bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 6, anh N.V.T. sinh năm 1983, trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê điều khiển xe máy, chưa rõ biển số, trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc, Nam. Khi di chuyển đến địa phận thôn 4, xã Phúc Đồng, xe máy của anh T. va chạm với xe buýt mang biển số 38B 009.56 đi cùng chiều. Sau cú va chạm, anh T và phương tiện bị văng ra, tiếp tục va chạm với container mang biển kiểm soát 34C 063.77 đang di chuyển ngược chiều. Vụ tai nạn khiến anh T bị thương nặng ở vùng đầu, gãy chân, vỡ xương chậu, được người dân và chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu, phương tiện xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Nhận cầm cố xe không chính chủ, một chủ tiệm cầm đồ bị xử phạt Khoảng 9 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại thị trấn Hương Khê, ông N.E.T. N, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê, chủ cơ sở cầm đồ đại tín, nhận cầm cố một xe máy Honda RS màu đỏ, đen, biển kiểm soát số 38C1-214.66 với số tiền 2,5 triệu đồng. Người mang xe máy đến cầm cố là anh P.D.H.N. Sinh năm 2006, thường trú tại thôn 6, xã Hương Thủy. Tuy nhiên, tài sản này thuộc sở hữu của người khác nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ xe cho anh N. Căn cứ điểm L, khoản 3, điều 12, Nghị định số 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Phòng chống bạo lực gia đình, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê ban hành quyết định số 2582 qđ xp về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.L, số tiền 6,25 triệu đồng, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do ông L chưa thu lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm. Xử phạt nhóm đánh bạc ở Hương Khê. Khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2024, Công an thị trấn Hương Khê phát hiện bà Trần Thị Nờ, sinh năm 1958, Lê Thị Hát, sinh năm 1968, Phạm Thị Nờ, sinh năm 1971, và ông Ngô Đăng Hát, sinh năm 1948, đều trú tại huyện Hương Khê đang có hành vi đánh bạc tại nhà ông Trần Đức Quy, sinh năm 1957, thị trấn Hương Khê. Tại hiện trường, Công an thị trấn Hương Khê đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai từng đối tượng đồng thời tịch thu tăng vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tại điểm B, khoản 4, điều 28, Nghị định số 144-2021-NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê đã ký quyết định 2584 quy đề ngày 4 tháng 6 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Quy. Số tiền 6 triệu 250 000 đồng vì đã có hành vi dùng nhà, chỗ ở, địa điểm khác của mình do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc. Ủy ban Nhân dân huyện cũng ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Nờ, Lê Thị Hát, Phạm Thị Nở và ông Ngô Đăng Hát với số tiền 1 triệu 250 000 đồng trên một người về hành vi đánh bạc trái phép quy định tại điểm A, khoản 2, điều 28, Nghị định số 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình. Bắt 4 đối tượng mua bán người xuyên quốc gia, giải cứu 36 công dân. Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp giải cứu 36 công dân Việt Nam về nước, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Sau gần một tháng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng chức năng của Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây gồm Lê Xuân Thành, sinh năm 1989, Lê Anh Tuấn, sinh năm 1990, cùng chú xã Kỳ Lợi và Dương Anh Điện, Sinh năm 1986, chú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Lê Thanh Trầm, sinh năm 1978, chú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, giải cứu đưa 36 người Việt Nam, trong đó có 22 người Hà Tĩnh, từ trong đặc khu kinh tế Bò Kẹo về nước an toàn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm người Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo thuộc tỉnh Bò Kẹo. Lào với nhiệm vụ thông qua mạng xã hội lừa đảo người Việt Nam đầu tư vào các app lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 11 năm 2023 đến 4 trên 2024, Thành và Tuấn đã thông qua mạng xã hội tuyển dụng người sang Thái Lan lao động việc nhẹ lương cao. Với phương thức, thủ đoạn này, Thành và Tuấn đã đưa 22 người Hà Tĩnh qua cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đến đặc khu kinh tế bò kẹo và giao cho các đối tượng Trung Quốc. Số người này khi sang được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn, đào tạo, lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập, không trả lương nên số người này đã liên lạc về nhà để trình báo cầu cứu. Được biết, đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào do Lê Xuân Thành, Lê Anh Tuấn cầm đầu nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo, điều hành ngoài việc tổ chức hoạt động mua bán người từ việt nam sang lào lê xuân thành lê anh tuấn và đồng bọn cũng như những nạn nhân bị bán sang lào đều tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc trên không gian mạng hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật hy Hi hữu vụ trộm nhiều xe máy làm phương tiện về quê vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5, Trương Văn Mậu, sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã Krong, thành phố Con Tum, bắt xe khách đi từ xã Tam Hợp, huyện Quy Hợp, Nghệ An vào Con Tum. Khi đến huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thì Mậu bị đuổi xuống xe vì không có tiền thanh toán tiền vé. Để có phương tiện đi vào tỉnh Con Tum, Mậu đã nảy ra ý định lấy trộm chiếc xe máy biển kiểm soát 38C1008.88 của anh Võ Đức Dũng, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Sau khi trộm được xe máy của anh Dũng, Mậu chạy vào đến xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, thì xe hết xăng nên bỏ lại xe. Sau khi bỏ lại chiếc xe 38C1008.88, Trương Văn Mậu tiếp tục lấy trộm một mô tô mang biển kiểm soát 38 a 4 08 của chị Nguyễn Thị Hiền, chú ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, để đi tiếp. Đi đến xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Mậu nhìn thấy mô tô mang biển kiểm soát 38K1275.00 1 của anh Trương Xuân Hòa. Chú tại xã Kỳ Tân đang để ở sân nên đã lấy trộm và để lại xe mô tô biển kiểm soát 38A 034.08. Khi đang trên đường di chuyển bỏ trốn, Trương Văn Mậu đã bị lực lượng công an xã Kỳ Tân và công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Mậu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xe tải va chạm xe máy, một người tử vong. Vào khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 6, ô tô tải mang biển kiểm soát 19F006.44 chờ cam, chưa rõ người điều khiển, chạy theo hướng Nam. Bắc, đến đoạn qua thôn Tân Đình, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh thì va chạm với xe máy đi từ đường ngang để sang đường. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, ô tô tải bị lật, hàng hóa vung vãi, xe máy bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân phân luồng giao thông xử lý vụ việc theo quy định người dân tập trung hỗ trợ tài xế xe tải thu gom lại hàng hóa